Buổi trưa hôm nay thì mấy anh em mình xin chào cả nhà luôn nha. Thì hiện tại mấy anh em mình có xôi được một số bồ tọt cả nhà. Thường có con này ở một số nơi thì ta kêu bằng con nhái cơm, nhưng mà ở vùng mình thì mình kêu con bồ tọt. Để tiếp tục mấy anh em mình chia sẻ đến cả nhà những món ăn dân dã đó nha. Thì nói chung bồ tọt mình làm đủ các món luôn cả nhà. Nhưng mà hôm nay mấy anh em mình sẽ làm một cái món độc lạ nữa nha, cực kỳ hấp dẫn mà ngon nữa. Nói chung mấy anh em mình chứ bữa nay làm cơm ăn cả nhà ơi. Mấy bữa trước thì nói chung mà vô men giết thì cũng nghe đuối. Bữa nay mấy anh em làm món độc lạ nhưng mà làm cơm. Chiều nay tiếp tục mấy anh em mình lên căn chòi nhỏ nhỏ đó cả nhà ơi. Thì cái phần bò tọt nãy mình mới ở nhà mình làm xong á. Giờ mấy anh em mình dọn lên chòi mình làm đồ ăn nha. Nãy giờ mấy anh em mình bắt là cơm chín nè cả nhà. Chiều nay quyết định có uống rượu không theo? Có nhà, có nhậu không? Là ăn cơm. Hả? Mấy anh em nói là cơm gan cả nhà. Chút xíu nữa mình kiếm cơm trái anh thấy. Có chắc. Kiếm cơm trái mình quết với lại bò tọt kho mắm nêm ngon á chứ. À, có trái à ha. Mai anh Thanh Mập anh ghé anh em mình ở cả nhà. Hổm gậy anh vắng mặt lâu quá mới gặp. Chiều nay mấy anh em mình quyết định làm hai món cả nhà. Thì cái phần bò tọt nè. Anh Hiếu anh sẽ không mắm nêm nha. Bò tọt không mắm nêm thì ăn thì phải nói là nhức nách luôn á. Với lại hai con lươn này anh em mình sẽ nấu canh chua lá giang cả nhà. Nấu với lại chuối cây á. Mà anh lương này đâu chặt anh chị anh Hiếu đi làm đôi ha, con luôn. Đi con ha. Nấu con. Cái phần bồ tọt này mấy anh em mình kho nồi đất cả nhà ơi. Anh Hiếu anh băm củ hành của tỏi với xả đó sẽ băm á, anh sẽ ớt nữa chứ sẽ ướp vô cái phần bồ tọt này nè. Thì ở đây anh em phải có khoảng 300g bồ tọt làm sẵn á. Thì giờ anh em mình có khoảng 2 lạng mắm nêm. Luôn. Cái mắm nêm này đã mặn sẵn thì anh em mình sẽ cho vô, mình cho bột, bỏ đường bột ngọt thôi à anh Hiếu. Rồi bỏ hết luôn rồi chứ chị. Bỏ hết ăn làm vô đã. Chút nữa mình chấm rau mình ăn mà. Cái mắm nêm này sáng mình đi chợ cả nha, là cô kêu bán nói mắm nêm đặc sản của Tây Ninh luôn á, nó vừa có tép với lòng tong với cá sơn đủ cái loại cá luôn. Thấy cũng ngon lắm. Đường, bột ngọt, vô ăn bà ơi. Vô mình trộn đều lên. Nó có sẵn hết trơn rồi. Bốn bột ngọt, ba bốn đường đi. Ngon lắm. Vô ăn đi. Trộn lên. Cái phần này mấy anh em mình chỉ ướp đường với bột ngọt với dầu ăn thôi. Mắm nêm nó quá mặn rồi. Vậy đi. Bữa nay ăn cái này là lủng là cơm luôn này. Nghe cái nhà ơi. Cho nó vàng vàng chút đi. Có ngửi cho nó cái màu vàng lên màu đẹp ha. Mấy anh em mình bỏ bò tọt lên bếp mình kho cả nhà ơi. Cái này mình kho nồi đất, mình kho bằng bếp củi nó mới ngon nha. Kho bếp ga thì nói chung nó cũng được nhưng mà nó không có ngon bằng. Cái mấy con bồ tọt này mình kho mắm nêm á, thì cả nhà mình hạn chế mình trộn nha, là mình nấu cho mình kho cho nó sôi lên chút xíu cái mình đảo một lần một cái mình trở lại á, là nó thấm gia vị là mình nhắc xuống thôi, mình trở nhiều quá là nó bị bấy. Vì nó ăn chua không anh Hiếu? Ăn chua. Chua lá vàng. Củ hành, củ tỏi, ớt, xả, bầm nhuyễn ra mấy anh em mình phi lên cả nhà, phi lên đang nấu canh chua lá vàng lên chuối cây á. Cái này hồi sáng mình có bẻ một mớ rau rau đồng cả nhà. Chút xíu nữa mình luộc lên. Luộc lên mình chấm với lại nước bột tọt kho mắm nêm này ngon lắm á. Lá vàng mình nấu canh chua mình giò nát luôn cả nhà.
giò nát ra nó mới thấm cái nước chua nó ra. Thơm dữ, quá thơm luôn. Lá giang này sáng mấy anh em mình đi hái luôn cả nhà, hái ngoài đồng á, nhiều lắm. Nay mùa mưa này lá giang này đầy luôn á. Rồi cho nước vô luôn, nóng hơn nữa nồi anh Hiếu ơi, mình đông mà. Chiều nay chắc 6 anh em tới trên tiếng xe tăng quá. Rồi như đó canh đủ rồi, cho lương vô luôn cả nhà ơi. Lương luôn cả nhà ơi, từ đầu nó không lính như nó ngon, nó không có bị tanh. Rồi mình chờ sâu lên nữa anh em nếm là mình thả chú cây vô anh Hiếu. Thả vô lắm sôi à, này cái chế nước thêm anh Hiếu ơi ha. Chút nữa chấm rau nữa chứ, nó sôi nó thấm mình chứ. Này sắp chín rồi cả nhà. Thấy thấm đã. Có dùng phơi mì đi không biết tận dụng. Hái mấy đọt vô anh em mình luộc, mình chấm với lại nước bột tọt kho cả nhà. Đây nè mấy đọt non rồi nè. Đó, mấy đọt non cái này là mình hái được rồi. Này thấy. Giữa gần mì tôi có thấy gì đâu. Lật chút xíu rồi lo, lật chút xíu bật mì mì lo ăn không hết rồi. Nó luộc ăn luôn chứ. Bột tọt mình đã chín rồi cả nhà, mình cho xuống đi chút xíu nữa mình quá sôi luôn nè, nồi đất là mình nhắc xuống còn sôi ha. Xíu nó chấm rau ngon anh Heo. Luộc rau bạn ơi. Em vào vô lên làm nóng đậu mặt mấy thằng. Mấy anh em mình luộc rau cả nhà, luộc rau chút xíu nữa mình ăn cơm. Luộc. Bỏ vô chút xíu muối, xíu bột ngọt cả nhà, mình đem luộc rau á. Mấy đồ ăn nữa các bạn ơi. Bỏ vô chút xíu dầu ăn để mình cho cái rau mình nó xanh đó cả nhà. Xanh nó bóng nó đẹp. Mình luộc rau lúc nào mình bỏ vô tí dầu ăn vậy nè, mình luộc rau lúc nào cũng bị xanh, nó cũng xanh hết á. Còn mình không bỏ vô là mình luộc chút xíu nó nguội rau cái đang khui à. Mấy anh em mình chuẩn bị muối, bột ngọt với đường với nước mắm cả nhà. Đó, để mình đem canh chua luôn. Thì này mình nấu hơn nữa nồi canh á, mình lượng mình nêm cả nhà ơi. Chủ yếu là muối, đường, bột ngọt, nước mắm nha. Ớt mình khi đây rồi. Nêm nếm luôn bà ơi. Mà con chua quá mất rồi. Đã. Khói quá trình khói. Đã. Này đợi sôi bừng lên nữa cái mình thả chú cây vô ha. Sôi rồi, sôi bừng luôn đó. Sôi chưa? Đây mình lấy sôi bừng luôn mà. Lá giang nhiều con chua anh Heo. Chua mới đã. Chiều từ mưa mà húp lên nào canh chua rồi đã ha. Ừ. Để ý luôn. Chín đường chấm nước mắm xả các bạn ơi. Sẽ băm mấy anh em mình chừa lẫn miếng mình gấp lương ra cái mình chế nước mắm mặn vô cả nhà. Trộn lên cái đầu bò hết con hay gì? Hả? Tưởng bò rồi hết con rồi chứ. Hai lương này gần nửa ký á. Rồi quá đã luôn. Hết luôn anh Hiếu, đâu tàn đâu. Hết luôn. Chúng nó xẹp xuống rồi. Đó, nồi chuối đã. Dung luôn. Quá trời đã luôn. Rau vô bạn ơi. Quá sôi luôn rồi. Mấy anh em mình có đoạn nhẫn lòng, đoạn chùm bao cả nhà. Với rau nhúc với lại rau muống. Rau tập tàng bạn ơi. Đủ rau ăn được hái à. Đủ loại rau luôn, có rau sam nữa kìa. Rau sam, rau dền nữa. Dền có nhiều gì có là quất hết à. Nào ăn được là mình hái hết rồi.
Rồi vậy là lụm mày. Da mình đâu cần chín nhiều quá gục có đâu ngon đâu. Xương xương. Bí quyết luộc rau mà không bị đen phải anh Hiếu? Ừ, rau không đen. Rồi rau nhúc luôn cả nhà ơi, mình luộc từ công đoạn nha. Bữa nay rau là rau không anh Hiếu? Rau chú cây hả? Mấy ký á? Nhúc này đảo đảo qua vớt ra được rồi. Ừ. Dài. Rau nhúc mình tàn sơ là mình ăn được, rau nhúc mình ăn sống được mà. Sống. Nè hái quầy rượu mới cộng mới bớm bớm anh về hòn ha. Quá khói. Rồi. Rau muống luôn cả nhà ơi. Ừ, đủ loại rau luôn mà mình hái bị ruộng quá chừng mùa mưa này lo hái đầy rau luôn á, luộc rau xanh đã ha. Quá tươi, tươi như hoa này kia bằng tươi xanh ha. Công đoạn cuối cùng là mấy anh em mình luộc cái đọt mì nha cả nhà. Đọt mì này luộc thì nó lâu chín lắm nên anh em mình luộc sau cùng. Cả nhà mình luộc cái đọt mì bắt đầu nó xanh rồi nè, mình luộc cái xíu cái cọng mì nó ngã màu vàng á là mình gấp cho mình ăn là nó không có đắng nha cả nhà, là lúc là nó chín rồi đó. Làm xong này cũng phải năm mấy anh Heo, để mấy anh em mình chuẩn bị lên mâm ăn cơm cả nhà. Chiều rồi, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 trái. La xét của mình là chuối nướng nha cả nhà. Quá thơm rồi. Bữa nay giao nhiệm vụ câu cá cho anh Mập ngồi gần nồi cơm không? Bữa nay mấy anh em ăn cơm chiều cả nhà. Nói chung là những cái món dân dã đồng quê không à. Bò tọt không mắm nêm với lại rau luộc. Đây canh chua lá giang chuối cây. Mấy anh em mình nấu chung với lương nè. Còn cái này gắn xào lá cách bữa anh em mình bắt được cái hôm mây á. Giờ mình phụ quả mình làm thêm cho nó nhiều cái nha. Anh Mập cho em xin miếng cơm. Rồi đúng mức luôn. Có khi con làm ly nhắn thư đi. Anh bấy cho người ta đã, anh quên bức ảnh kìa. Mời cái nhà uống miếng nha cái nhà. Nay ăn cơm mình làm miếng danh tiêu. Người làm ly hơi cho anh tiêu thôi nha. Mồi bén quá. Mời cái nhà luôn nha. Rồi anh em mình mời cái nhà ăn cơm luôn nha. Cơm chiều đạm bạc cả nhà ơi. Ăn bù tọt à. Rồi mời cái nhà luôn. Cơm à. À. Quá quá sướng à. Cái này kia bằng vũ nửa chân dài nè. Mắm nêm này có tét trong đó nữa. Đó, mắm nó tiêu cái này. Rồi mời cả nhà ăn cơm luôn nha. Ừ. Ngon lắm. Ừ. Bữa nay cho lủng nồi thiệt anh Hiếu à. Quá đã. Đúng mức à. Rau chấm vô ăn luôn. Quá đã. Quết vô. Sao hổm gà, hổm gà mà mình không biết nấu cơm mình ăn, tụi mình nhậu không anh Hiếu? Cơm ngon gì không chịu ăn hả? Đừng đơn.
bù tọa, vũ nửa chân dài, bá cháy luôn. Chưa bữa nào ăn cơm ngon như bữa nay ha. Này kêu bằng cái này kêu bằng đói ăn rau đau ăn khuất nè anh Thái. Còn thấy rau không à, chỉ có món này bò tọt thôi. Ăn ngủ đủ ế mà. Ăn ngủ à, ngon bố bố nữa ăn hướng vậy cái nó ế cái nó trong mẹ quá đã quá từ món. Ở đây là nó nói gì được vậy là bậy vậy ông, chút nữa đụng mới ra nằm phơi ra ngủ tối tém đi rồi lòi thêm nước nữa không biết kêu sao nha. Đã em có đồ chị nói rồi. Ngon không? Tôi dằn vô cho. Nè ăn cơm, ngon. Ăn cơm thì không có rượu là không có tiêu nha không? Phải có rượu kế bên. Không mà ăn cơm dân giả thì ngon cho bụng ha. Chứ ở nhà mình ăn cơm đâu ngon vậy đâu. Làm bát nơi đi. Để nhậu, để bụng. Hồi quá trời luôn. Cái gì? Thịt không luôn. Món này ăn cơm ngon quá tuyệt vời. Này con đó. Này nói gì nữa, này đắng. Nếu mà này không may. Mồi nhậu mà. Nhắn không ghê. Ừ. Không bắt cắt đâu. Bữa nay món dân giả mà anh em ăn tới tối luôn hả? Lúng là cơm luôn hả? Lúng là cơm luôn. Nói chung mấy anh em bữa nay làm mấy những cái món ăn đồng quê không cả nhà ơi. Bù tọt. Nhưng mà những cái món này là khó kiếm lắm nha. Chỉ mình ở dân đồng dân ruộng mới có thôi chứ thành thị là không có đâu. Bù tọt lương gắn nữa, lương cũng lương đồng nữa. Thì nói chung chắc anh em mình có hước tới đây cả nhà ơi. Em cả nhà, cả nhà. Mong cả nhà đăng ký kênh ủng hộ cho anh em mình nha. Anh em mình chào tạm biệt luôn. Chào nhà luôn.